Bạn đã bao giờ mong muốn có một không gian bếp hiện đại với những thiết bị tiện ích và thông minh? Hãy để Aerosin đáp ứng cho bạn nhé! Với những tính năng vượt trội cũng như là thiết kế sang trọng đẳng cấp, Aerosin sẽ mang đến cho không gian bếp nhà bạn một làn gió mới, biến mỗi bữa ăn trở thành trải nghiệm thú vị. Nằm trong số các dòng sản phẩm bếp từ Pro và Max kết hợp công nghệ biến từ inverter mà thương hiệu Nissan ra mắt vào nửa cuối năm 2020, bếp từ EUT508MAX được đông đảo thị trường đón nhận và người tiêu dùng đánh giá cao. Mặt kính sử dụng là mặt kính Aeroplastium Ceramic vác 4 cạnh. Đây là loại kính hữu cơ chịu va đập mạnh, chịu nhiệt, không chỉ bền và khó nứt vỡ trong quá trình sử dụng. Chất liệu này còn mang đến độ sáng bóng cho mặt kính, có thể hoàn toàn yên tâm về độ sạch của mặt bếp vì đây là chất liệu khó bám bẩn và dễ lau chùi. Kính có thể chịu nhiệt được từ 800 độ C, chịu sốc nhiệt đến 1150 độ C. Phím điều khiển cảm ứng trượt 12 mức công suất độc lập hai vùng nấu, tối ưu nhu cầu sử dụng cho người dùng. Có độ nhạy cao và dễ sử dụng cho cả người cao tuổi. Bếp từ Aerosin T508MAX giúp tiết kiệm lên đến 30% điện năng nhờ sử dụng bo mạch theo tiêu chuẩn EMC, DC và loại kép inverter, điểm cốt lõi trong công nghệ biến từ inverter, giúp kiểm soát công suất và thiết bị nhằm tránh hao phí năng lượng không đáng có. Bếp Aerosin EUT08MAX được tích hợp chức năng booster với công suất lên đến 2800W cho cả hai vùng nấu, khởi động chức năng router và nhấn biểu tượng bi. Với những tính năng vượt trội cùng thiết kế sang trọng đẳng cấp, bếp từ đôi Aerosin EUT508MAX sẽ là một trong những sự lựa chọn tối ưu cho không gian bếp nhà bạn. Các dòng sản phẩm luôn có sẵn từ Homebed. Với đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, chúng tôi không chỉ bán hàng mà còn mong muốn đồng hành, giúp trải nghiệm sản phẩm của quý anh chị một cách tốt nhất. Nên trung tâm Homebed Care chuyên bảo trì và sửa chữa ra đời giúp anh chị yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Homebed đang có chương trình mua 1 được 6 giảm giá đến 60%. Nếu mà chấm em nói rồi thì hãy đến ngay với Homebed nhé!